trận đấu bắt đầu. Antonio Rüdiger, Kaká, kỹ thuật xử lý bóng rất tốt. Kaká, Eden Hazard, anh ta đã dướn người hết sức có thể. Kaká, một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Sút, ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Eden Hazard, Essien, Robby Keane, Kevin Mbappé, sóng gió đã nổi lên. Jose Esmoris Tasende, Robby Keane, sút, vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Thủ môn bắt được bóng một cách dễ dàng. Toni Kroos, pha ngăn chặn tuyệt vời. Trận đấu này là của anh ấy với những pha cứu bóng xuất sắc của mình. Robby Keane, Essien, họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Jose Esmoris Tasende, Kaká, cơ hội, và đây là cú sút. Tỷ số đã được mở, bàn thắng tuyệt vời. Tỷ số được mở 1-0. Essien, một hai, và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Toni Kroos, vị rồi, chắc chắn là đã có vị. Và đó là một trong những quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Jose Esmoris Tasende, phối hợp tốt, pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Toni Kroos, anh ấy đã cướp được bóng. Robby Keane, trận đấu chỉ còn 2 phút giờ. Tiếp, sút đi, anh ta đã bắt được bóng. Anh ta có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc. Chúng ta đến với hiệp 2 của trận đấu tại San Siro. Essien,
Robbie Keane. Kylian Mbappe Blotin. Không ai ngăn cản. Rất nhiều đường chuyền. Cần phải kéo dắt hàng phòng ngự đối phương ra trước. Rất táo bạo, chờ rất tốt. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Vì vậy rồi, tiếng gọi vừa vang lên từ trọng tài chính. Đó là một tình huống vị vị rất rõ ràng. Luka Modric. Stefan De Vrij. Essien. Kaka. Đây là lúc cần giảm nhịp độ trận đấu lại. Stefan De Vrij. Nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Phòng ngự rất tốt. Eden Hazard. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Essien. Kaka. Đường chuyền xuất sắc. Cơ hội phản công. Essien. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Luka Modric. Một cú sọc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Và đó sẽ là một cú ném biên. Roberto Carlos. Luka Modric. Kaka. Tình huống ngay. Pha cản phá rất xuất sắc. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại trọn vẹn chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chính xác là như vậy, họ đã tận dụng triệt để được lợi thế sân nhà để tạo ra lợi thế tuyệt đối so với đối thủ. Kylian Mbappe Blotin. Chuyền bóng lại thành công. Essien. Vượt qua rồi. Và ngăn chặn tuyệt vời. Cao thủ cao to nhất trên sân đều đã tụ tập trong khu vực 16m50. Essien. Hãy nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút thi đấu. Pogba. Kylian Mbappe Blotin. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Không cần phải vội vàng trong tiếng này. Đây rồi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Và đây là cú sút. Tỷ số đã được mở, bàn thắng tuyệt vời.